Xin chia sẻ cho các bạn cách làm một cái viral clip. Như các bạn đã biết, trước đây thì quảng cáo là nói thật nhiều về sản phẩm, nói thật nhiều về điểm mạnh của sản phẩm, nói thật nhiều về những cái tác dụng của sản phẩm. Cái cách đó thì có thể gây chú ý, nhưng mà người ta bị cưỡng ép, người ta không có nghe nữa, người ta sẽ tắt ngay. Vậy hiện nay đó là cái cách mới là cách làm một cái câu chuyện, và cái câu chuyện đó thể hiện được thông điệp hay là tính cách thương hiệu hay là những cái đặc tính của sản phẩm. Phim quảng cáo người ta đi từ trong cái gọi là insight. Tôi sẽ giải thích một bài riêng về insight. Insight là gì? Tức là cái mong ước thầm kín đến tận cùng, và dựa trên cái mong ước đó người ta bắt đầu xây dựng cái chiến dịch thương hiệu hay là chiến dịch cho sản phẩm. Ví dụ như Omo. Các bạn biết là Omo dựa trên một cái insight là người mẹ rất là muốn con mình ra ngoài chơi, chơi thật là thoải mái, nhưng mà rất là sợ con bị dơ, bị lấm bẩn, quần áo bị dơ. Đó, thì dựa trên cái insight của những người mẹ đó, người ta đưa ra cái chiến dịch là ngại gì lấm bẩn. Và kéo theo đó là rất là nhiều cái câu chuyện hay là phim quảng cáo, viral clip và các cái hoạt động above the line và below the line. Về quy trình làm một phim quảng cáo, chúng tôi học được cái quy trình như thế này. Đầu tiên là bên khách hàng, hay nói đúng hơn là bên phòng marketing, họ sẽ tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về đối tượng mục tiêu của sản phẩm, tìm hiểu về cái sự thật ngầm hiểu về sản phẩm, tương quan giữa sản phẩm với khách hàng, rồi thị phần mà muốn đem đến là như thế nào. Sau đó họ sẽ đưa ra một cái chiến dịch, gọi là chiến dịch marketing, hay nói đúng hơn là chiến dịch IMC, tức là chiến dịch marketing tích hợp. Trong cái chiến dịch marketing tích hợp đó có một cái công cụ là phim quảng cáo, để sau này phát sóng trên tất cả các cái đài truyền hình hay là trên các cái mạng xã hội để mà tiếp cận được khách hàng. Xin chia sẻ cho các bạn về giai đoạn hậu kỳ. Như các bạn biết là trong phim quảng cáo đó thì thường sẽ có cái phần là đồ họa 2D hoặc 3D. Thì các bạn biết là 3D á, là nó sẽ có 6 cái giai đoạn để làm một cái đoạn 3D đó. Thứ nhất đó là có cái kịch bản đó, rồi sau đó là chúng ta sẽ làm modeling, tức là làm ra cái mô hình nhân vật. Các bạn hiểu không? Mô hình nhân vật. Ví dụ như nhân vật đó là một cái, như tôi có đã làm cho Kodatux chẳng hạn. Là nhân vật đó là một cái em bé được tạo hình bằng gọi là thuốc ho cảm á, cho con nít á, thành ra là được tạo hình bằng mấy cái viên đường này, rồi mấy cái lá này, là đầu là mấy cái lá này, chân là mấy cái viên đường này, thân mình là cái trái tắc này, rồi mặc đồ là mấy cái lá này lá kia vậy đó. Thì đó là tạo hình nhân vật. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu.
Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina, chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.